Hello, welcome back to my channel. Start to get a go. Bendy. Vào bây giờ thì mình sẽ chuyển sang tập thứ hai. Let's go. Và đây là một tựa game ma, bóng ma trong trường học. Một ngôi trường đã bỏ hoang khá lâu rồi. Ở đây các bạn sẽ phải đi tìm tất cả là 8 món đồ. Gì ở căn phòng này. Món đồ đầu tiên. Thank you.
So ok, và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang tình huống thứ 3. Brandy chết thật chưa? Want to play hide and seek?
Oh my gosh, bị bắt rồi. Wow. Oh my gosh. Và ra ông ta đứng ngay gần đó. Rồi và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang tựa game thứ tư. Let's go. Và đây là một tựa game mà. Tựa game này thì các bạn sẽ phải đi tìm kiếm tất cả 20 chiếc túi. Sau đó thì sẽ tẩu thoát khỏi game này. Grani. Đây là một ông bán thịt heo. Và các bạn phải tìm cách làm sao để cứu một người, sau đó thì cùng nhau để tẩu thoát khỏi ngôi nhà này.
Wow, không kịp chạy luôn. Rồi, và bây giờ thì mình phải làm tiếng động để xong tao vào đây. Sẽ thoát ra khỏi đây. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang được cái tiếp theo. Rani Chapter 1.
Let's go. Mở cốp này à. Mở cái này ra xem có gì không. Wow. Mình sẽ bỏ cái này lên đây. Sau đó tiếp tục tìm đây xem có cái gì không. So, ok, và mình sẽ chuyển sang tới cái thứ bảy. How of Slendrina. Oh, thank you.
Mời. Rồi, khi đủ tấm ở giấy thì các bạn sẽ lấy được một chiếc chìa khóa để xuống dưới tầng hầm của mình rồi. Rồi và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang tập game cuối cùng. Và đây là chapter 3. Let's go. One day. Ở tựa game này thì các bạn sẽ có thể thoát bằng hai cách. Cách thứ nhất đó là các bạn có thể thoát bằng con tàu. Và cách thứ hai, các bạn có thể thoát bằng chính cánh cửa chính mà khi các bạn vào. Rồi, ok. Còn một món đồ dưới đây nữa, mình sẽ cầm lên.
Let's go. Wow, tìm viên sỏi thứ hai rất là khó. Đây rồi. Ok.
Rồi ok, và mình xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại bạn trong clip tiếp theo.